Ở tập trước, cậu học sinh tóc dài nhiều lần trải qua đau khổ cùng cực đã trở thành người của tên chú Linh mặt sẹo. Nhưng cuối cùng cũng có người thấu hiểu cậu là Yuji nên cậu cũng bình tĩnh lại. Đúng lúc này tên mặt sẹo đến, hắn biến đổi linh hồn cậu học sinh thành con quái vật tấn công Yuji. Nhưng do biến đổi quá nhanh nên đã chết. Yuji cầu xin con quỷ cứu nhưng nó không chịu. Cậu tức giận đến đấm tên mặt sẹo một cái chảy hết cả máu mồm. Vì là vật chứa quỷ nên khả năng bảo vệ linh hồn của tên mặt sẹo không thể cản được sức mạnh của cậu và chỉ cậu mới làm hắn bị thương. Yuji điên cuồng lao đến tấn công hắn khiến hắn phải bỏ chạy né đòn. Hắn nổi điên thay đổi hình dạng tay thành những sợi xích chém nát cả ngôi trường. Cậu nắm được tay hắn cho dù bị đâm vẫn kéo được tên này xuống đất. Trong lúc lao vào tấn công lại bị xiên cho phát nữa. Tên mặt sẹo tính dùng thuật thức biến đổi linh hồn nhưng không ngờ gặp phải con quỷ với cấp bậc mạnh hơn. Con quỷ tha cho mặt sẹo một lần nhưng không được đụng vào linh hồn hắn nữa. Yuji tỉnh lại phản công cho hắn vài cú đấm muốn gãy hết cả hàm. Con quỷ nhanh chóng lấy lại thế trận tấn công, vừa lúc Nanami cũng đến cứu cậu. Cả hai hợp sức tiêu diệt tên chú Linh. Anh kính mắt cho biết anh không thể gây tổn thương cho tên mặt sẹo được nhưng anh sẽ cố cầm chân để Yuji dứt điểm. Mặt sẹo quyết định sẽ giết Nanami trước rồi mới lo tới Yuji. Mục đích từ đầu của bọn chú Linh này là kéo con quỷ trong cậu về phe mà. Chúng dự định sẽ ép Yuji tạo khế ước khác có lợi cho con quỷ. Tên chú Linh biến thành một chòm gai cực to tấn công nhưng chẳng có tác dụng gì. Tên mặt sẹo bỏ chạy rồi tung đàn người biến dạng ra cầm chân Yuji để hắn rảnh tay cố giết được anh kính mắt. Đám quái vật này tuy yếu nhưng bám rất sát mà còn là con người nữa khiến Yuji không thể ra tay. Nhưng tình thế cấp bách khiến cậu phải dứt khoát để còn quay lại cứu Nanami. Cả hai kết hợp đánh cho con quỷ tơi tả. Hắn triển khai lãnh địa để nhốt Nanami lại, vậy là anh chẳng khác nào cầm chắc cái chết. Anh nhớ lại mình từng làm nhân viên văn phòng sau khi bỏ trường chú thuật. Cuộc sống lúc này mục đích chỉ vì tiền, cho dù thấy nhiều lời nguyền trước mắt anh cũng bỏ lơ. Anh hay mua bánh mì của một cô gái bán. Dạo này cô ấy rất mệt mỏi do có lời nguyền trên vai. Một hôm anh lại mua bánh mì nhưng lần này anh quyết giúp cô gái loại bỏ lời nguyền kia. Cô gái cảm thấy khỏe hẳn rồi đuổi theo Nanami cảm ơn rối rít. Anh tìm lại được mục đích của cuộc đời liền gọi điện cho thầy Goro để xin quay lại làm chú thuật sư. Nhưng cuối cùng lại gặp phải tình cảnh mà mạng sống lại rơi vào tay kẻ khác quyết định. Bỗng Yuji phá toang lãnh địa nhào vào cứu Nanami. Tên mặt sẹo tung thuật thức của mình trong lãnh địa sẽ tăng sức mạnh cực đại. Nhưng điều này lại khiến con quỷ nổi giận hơn vì đã chạm vào linh hồn của hắn. Một đòn đã phá tan lãnh địa cũng như khiến tên chú Linh bị thương nặng. Dùng chút sức lực cuối cùng hắn biến thành tên to béo. Yuji đấm một phát nổ tung thì ra chỉ là vật che mắt, còn hắn đã lao xuống cống trốn rồi. Tính đuổi theo tiếp thì sức của Yuji đã tới giới hạn nằm vật ra ngất xỉu. Đem những người chết vào nhà xác, Nanami nói rằng hôm nay nhờ có Yuji mà cả hai sống sót. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người nhờ cậy vào cậu vì cậu đã là một chú thuật sư mạnh mẽ. Trở lại với ngôi trường sau vụ vừa rồi, mọi thứ đã thay đổi. Ông thầy béo nhận ra lỗi lầm liền mong muốn xóa bỏ bạo lực học đường, trừng phạt những học sinh côn đồ, lấy lại công bằng cho những học sinh bị ức hiếp như cậu học sinh tóc dài kia. Tên núi lửa sau thời gian tịnh dưỡng đã hồi phục được cơ thể. Sau khi chạm mặt với con quỷ thì bọn chú Linh này quyết định sẽ thu thập hết các ngón tay giao cho hắn mới mong hắn về phe được. Vì vậy mục tiêu lúc này là lấy được 6 ngón tay do hội chú thuật nắm giữ. Tuy rằng họ sẽ cho Yuji ăn nhưng họ sợ cậu không thể kiểm soát được nên chắc chắn sẽ đợi phút cuối ăn xong rồi giết luôn. Kế hoạch tiếp theo của bọn này là tấn công thẳng vào trường học nơi được quyền giữ những ngón tay đó. Hôm nay Yuji định sẽ cho mọi người biết cậu còn sống. Thầy Goro lập kế hoạch để cậu xuất hiện theo cách bá đạo nào đó cho lũ bạn bất ngờ chơi. Trước tiên phải tập múa lửa để lấy tinh thần cái đã. Những học sinh trường Tokyo tham gia hội đã chuẩn bị nhưng vẫn thiếu một người vì phần lớn đã có việc đi hết rồi. Lúc này các thành viên của trường Kyoto cũng đã đến với 6 người. Họ rất mong chờ được tái đấu lại với sinh viên năm 2 đi nước ngoài nhưng năm nay lại không gặp được. Cô giáo hướng dẫn của trường Kyoto cũng đến, còn thầy hướng dẫn của Tokyo chắc chắn là Goro rồi. Tuy đến trễ nhưng mang theo đủ quà cho mọi người, và món quà đó chính là Yuji. Cậu xuất hiện với vẻ biến thái khó tả, nhưng méo hiểu sao đám này lại không có cảm xúc gì hết vậy nhỉ? Bộ mặt chẳng khác nào cậu vừa làm trò hề, còn đám cấp cao lại tỏ ra lo lắng vì ý định giết cậu không thành. Vậy là ngày hội cũng đến mỗi bên với 6 thành viên có cả Yuji vừa tham gia. Cách thức thi theo đội, nếu đội nào thanh tẩy được chú Linh cấp 2 trước thì thắng, hoặc sẽ tính điểm theo số lượng chú Linh cấp 3 nếu hòa nhau. Trong lúc thi có thể chiến đấu với đội khác nhưng không được giết. Trước giờ thi đấu thì hai trường họp bàn chiến thuật. Lúc này Maki đòi cậu lại thanh đao nhưng cậu đã làm gãy nó rồi, đèn đổ lỗi cho thầy Goro vậy. Mọi người giới thiệu năng lực cho Yuji biết và phân chia công việc. Năng lực của Yuji thì chỉ có đấm đá được thôi nên khá vô dụng trong mắt người khác. Tuy nhiên Megumi nói rằng nếu tất cả không dùng chú lực thì Yuji một mình có thể chấp cả hai trường. Bên Kyoto hiệu trưởng ra lệnh tất cả nhắm vào giết Yuji, còn thắng thua không quan trọng. Nghe đến đây Todo bức xúc không tham gia, có lẽ vì cậu không muốn giết người.
Cô gái tóc xanh cũng vậy, nhưng do quá yếu nên phải làm theo kế hoạch. Lúc này, thầy Goro đang nói chuyện với cô giáo mặt nám. Thầy nhờ cô điều tra về chú nguyên sư nào đang câu kết với lũ chú linh và có lẽ hắn ở bên trường Kyoto. Cuộc thi bắt đầu, cả hai đội nhanh chóng chạy đi tìm chú linh. Con trùng được thả ở giữa hai trường nên họ phải cố gắng tới đó thật sớm. Gặp được con đầu tiên chưa kịp hạ thì Todo đã xuất hiện. Theo kế hoạch thì chỉ để lại Yuji cầm chân tránh mất thời gian và cả nhóm bỏ chạy hết. Vì cậu là người thêm sau nên không hề có kế hoạch nên đem ra làm vật hy sinh luôn. Nếu giữ chân được Todo thì quá tốt. Hắn đấm một cú tuy con nhện ra đỡ nhưng cũng khiến cậu bủn rủn tay chân. Hắn lao vào đạp cậu như con đẻ tưởng ngất luôn rồi. Sau đó lại câu hỏi gu phụ nữ của cậu là gì. À thì kiểu con gái mông to như cô Kim siêu vòng 3 và tâm hồn còn phải đẹp nữa. Todo cảm thấy như mình vừa tìm lại được đồng dâm từ thuở nhỏ. Một cuốn phim tự tưởng tượng về cảnh hai đứa cùng đam mê theo đuổi gái ngon hiện ra trước mắt. Vừa mới gặp nhau nhưng đã xem nhau như anh em rồi. Bỗng cô phù thủy cưỡi trổi gọi điện báo chỗ của Yuji cho nhóm trường Kyoto biết. Bọn chúng từng người tới tấn công và bao vây, cậu lại chuẩn bị đánh hội đồng. Bỗng một cái vỗ tay, Yuji đổi chỗ với tên cung thủ. Ai là người đã làm chuyện này vậy? Todo xuất hiện đuổi hết đám Kyoto đi. Đành rút quân thôi, đợi lát sau quay lại sau khi Todo đã hành cậu. Đang rút thì nhóm trường Tokyo quay lại tấn công. Phù thủy đang quan sát thì bị chim ưng của Megumi đánh bay đi mất. Vậy là họ bắt cặp đánh một một luôn. Trước đó cả nhóm đã nghi ngờ âm mưu giết Yuji rồi nên quay lại giúp đỡ. Megumi đấu với cung thủ. Cô gái tóc xanh sẽ đấu với Maki. Cô nói rằng tuy không tham gia kế hoạch giết Yuji nhưng cô vẫn muốn thắng vì hội giao lưu này là cơ hội để các chú thuật sư được tiến cử để thăng cấp. Từ đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nobara và Gấu Trúc thì bắt được phù thủy, còn ninja sẽ lẩn trốn trong rừng tung chú ngôn khi bọn chúng không để ý để hỗ trợ đồng đội. Lúc này Yuji cũng đã quen với trận đấu nên đã có thể đánh ngang ngửa Todo. Ngoài ra nhờ tận dụng địa hình nên cũng có thể đánh trúng được hắn. Tuy nhiên do vẫn chưa làm chủ được lượng chú lực đấm ra cùng lúc với lực đấm nên sát thương không đủ lớn. Có vẻ như tên cơ bắp này muốn dạy cậu cách đấm sao cho chính xác. Yuji tiếp tục lao vào tấn công với những kỹ năng cận chiến ngày càng tiến bộ hơn, đã đánh ngã Todo. Tuy nhiên cú đấm mạnh nhất mang chú lực của cậu vẫn không thể hạ được hắn. Todo giải thích lý do chú lực trễ vì nó sinh ra từ bụng và chảy đến các bộ phận tấn công. Cậu phải khiến cho chú lực xuất hiện ở khắp nơi chứ không chỉ sinh ra ở mỗi bụng và đầu. Có vẻ Yuji đã nắm được điều này và trận chiến giữa những người anh em thân thiết giờ mới thật sự bắt đầu. Nobara và Gấu Trúc đang nói chuyện với phù thủy thì Gấu Trúc bị bắn đằng sau bởi tên người máy. Gấu quay lại đấm người máy một cái rồi bắt cặp ra đấu luôn. Người máy biến cánh tay thành máy khoan phản lực, may Gấu Trúc né được thêm một cú bắn nữa nhưng Gấu Trúc vẫn không sao. Cậu nhanh chóng áp sát liên tục tung ra những cú đấm khiến người máy bất ngờ. Gấu Trúc được tạo ra nhờ chú lực gọi là chú Hải. Cậu từ nhỏ là búp bê do thầy hiệu trưởng trường Tokyo tạo ra và dạy cho võ thuật. Sau này cậu đã có suy nghĩ và nhận thức như sinh vật sống, còn người máy do một người từ xa điều khiển. Cậu đã bị mất tay chân và phải băng bó khắp người do ràng buộc lúc mới sinh, đổi lại là nguồn chú lực vô hạn cùng với tầm điều khiển cực xa. Người máy dồn toàn bộ hỏa lực tung ra một đòn cực mạnh nhưng Gấu Trúc không thể né vì sẽ trúng Nobara đằng sau. Tưởng rằng Gấu Trúc đã chết nhưng không ngờ cậu chuyển sang hình dạng khỉ đột. Từ nhỏ trong người Gấu Trúc đã được gắn 3 lõi năng lượng. Người máy đã hạ được 2 lõi còn lại khỉ đột với sức mạnh tấn công tổng lực. Khỉ đột có khả năng tấn công xuyên phòng ngự bằng chú lực. Người máy cố gắng né tránh những đòn cận chiến, tìm cơ hội bắn vào lõi năng lượng. Hắn lấy một miếng ngói cản tầm nhìn của khỉ đột rồi phóng ra sau bắn thẳng lõi năng lượng. Tuy nhiên người máy đã bị lừa và bị bắt được rồi. Một tát vỡ mồm theo đúng nghĩa đen hạ gục người máy. Bên này Maki đang đấu với tóc xanh. Được biết Maki không thể sử dụng chú lực và chỉ được xếp vào thuật sư cấp 4 nên giao cô cho người yếu như tóc xanh thì cũng không sao. Đó là kế hoạch của nhóm bên Kyoto. Nhưng họ không biết Maki lại rất mạnh với khả năng sử dụng vũ khí thuần thục. Tóc xanh bị đánh rớt cả xuống suối đành phải sử dụng đến kỹ năng mạnh nhất mong thắng được. Đó là một lãnh địa cấp thấp giúp tấn công bất cứ gì di chuyển vào đó. Tuy nhiên nếu rời khỏi lãnh địa thì sẽ mất. Maki bỗng bẻ đuôi vũ khí dài ném tới cùng với một ám khí khiến tóc xanh chống đỡ không kịp. Maki nhanh chóng áp sát hất văng tóc xanh khỏi lãnh địa và cướp luôn cả kiếm. Những người giám khảo bên ngoài quan sát đều đồng ý nên cho Maki lên cấp 2. Thầy Goro vẫn thắc mắc sao máy quay không đến chỗ Yuji, quả nhiên đã bị can thiệp để có thể giết cậu mà không ai biết. Nobara vẫn đang đuổi theo phù thủy để đánh. Sau một lúc dạy đời về cách trở nên nữ tính thì cả hai cũng lao vào đánh nhau chẳng khác gì phụ nữ đánh ghen cả. Không dùng axit tạt thì dùng đinh thay thế. Tuy vậy phù thủy vẫn sợ sự có mặt của chú ngôn sư nên cần phải bảo vệ tay bằng chú lực. Nobara tấn công liên tục bằng đinh mãi vẫn không trúng. Nhưng đó lại là chiến thuật của cô khi kích hoạt thuật thức tất cả đinh trên cây đồng loạt quay lại tấn công. Phù thủy dù đã cố gắng né vẫn bị Nobara bất ngờ lao lên từ dưới tóm được cái chổi, rứt được một sợi lông cô dùng đến hình nhân phá hủy chổi khiến nó không thể bay được nữa. Phù thủy ngã xuống cũng là lúc tung đòn dứt điểm.
Đang định đánh ả thêm vài cú nữa thì bị bắn ngay đầu khiến Nobara bất tỉnh, thì ra Mai từ xa đã ngắm sẵn chờ con mồi đến. Lúc này Maki cũng đã tìm đến được. Hai chị em gặp mặt trong cuộc thi để phân cao thấp. Maki và Mai thuộc dòng họ Genin có truyền thống làm chú thuật sư. Vì không dùng được chú thuật nên cô luôn bị xem thường. Maki bỏ đi và bị dòng họ cản trở không thể lên cấp được, vẫn mãi ở cấp 4. Từ nhỏ Maki đã không thấy được lời nguyền nên không biết sợ gì cả và cô luôn bảo vệ Mai. Ngày cô bỏ đi với lời hứa sẽ trở thành trưởng tộc khiến Mai không còn nơi nương tựa, điều này khiến cô luôn tức giận với chị mình. Mai vừa bắn thì bị chém đôi viên đạn. Dù có bắn cỡ nào thì Maki vẫn né được và tìm cách áp sát để phản công. Sau khi 6 viên đạn bắn ra thì Mai dùng thuật thức tạo ra viên thứ 7 gây nên sự bất ngờ khi Maki lao đến. Bằng sức mạnh quái vật, Maki đã dùng tay bắt luôn viên đạn và nhanh chóng hạ gục Mai. Đến cuối cùng thì Mai vẫn không tha thứ cho chị gái mình vì chuyện năm đó và lời hứa sẽ không bao giờ buông tay đã không thực hiện được. Đến cặp đấu của Megumi và cung thủ thì Megumi đang phải chạy đến tụt quần vì bị đuổi bắn. Mũi tên của hắn có dùng thuật thức bằng máu nên có thể đuổi theo mục tiêu, may sao có thần thú chặn lại từ sau. Bỗng hắn bắn tên lên trần nhà làm Megumi mất tập trung rồi lao vào đấm. Sức mạnh của hắn không ngờ lại rất khủng khiếp. Hắn mở mắt ra và sức mạnh lại tăng vọt. Thì ra tên này có sử dụng thuốc kích thích. Ninja gặp được cô tóc xanh và dùng chú ngôn khiến cô ngủ mất. Bỗng một nguồn năng lượng khủng khiếp xuất hiện, đó là con trùng trong cuộc thi. Nó không phải là chú linh cấp 2 mà là cấp 1 để chắc chắn giết được Suji. Tên cung thủ được đưa cho còi để ra lệnh cho nó. Theo kế hoạch của ông hiệu trưởng Kyoto thì sau khi Suji đánh thua Todo sẽ gọi chú linh ra để giết cậu. Nhưng con quái vật vừa xuất hiện chưa kịp thể hiện cái gì đã bị đánh bay đầu rồi. Mày cút ra, trùng cuối màn này phải là tao. Megumi và cung thủ bàn về vấn đề tam tộc truyền thống của chú sư. Tên cung thủ nói cả hai đều có thể trở thành người lãnh đạo của gia tộc. Vì vậy phải tiêu diệt Suji để củng cố vị trí và tín nhiệm của mình. Tuy nhiên Megumi không muốn liên quan đến nhà Genin nữa và cậu cũng sẽ bênh vực Suji đến cùng. Cậu tung ra thần thú mới huấn luyện, đó là một con voi màu hồng phun nước khiến cung thủ bị hất văng ra xa. Tiếp tục gọi chim ưng ra trích cho ít điện. Cả hai định lao vào ăn thua đủ thì con trùng đã đánh tới. Thôi thì mạng thằng nào thằng đó giữ, chạy nhanh thì còn sống. Toàn bộ chú linh trong cuộc thi cũng như những cameraman đều bị tiêu diệt cùng lúc khiến các giáo viên bên ngoài quan sát cũng hoang mang. Họ nhanh chóng lên kế hoạch giải cứu đám học sinh. Tập 3 kết thúc tại đây. Tình hình các học sinh của hai trường đang vô cùng nguy cấp khi mà chú linh đặc cấp xuất hiện trong cuộc thi và tấn công họ. Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo để biết được kết quả của cuộc thi nhé.